Một thời gây sốt với tin vọng cổ, sau 7 năm còn ai nhận ra đây là Vĩnh Thuyên Kim? 7 năm đã trôi qua, Vĩnh Thuyên Kim có quá nhiều thay đổi, liệu có ai còn nhận ra cô nữa không? Nhắc đến Vĩnh Thuyên Kim, ai cũng nhớ ngay đến hit tin vọng cổ và ngược lại. Dù ở thời điểm đầu năm 2010, bài hát này bị xem là một thảm họa âm nhạc, nhưng tần suất xuất hiện ca khúc này lại dày đặc và ở bất kỳ đâu. Hơn nữa còn có hàng trăm bản cover khác cũng ra đời để ăn theo sự thành công này. Ngay từ lúc đó, Vĩnh Thuyên Kim được gọi là một hiện tượng mạng, đi đâu cũng nghe nói và gặp hình ảnh. Hình ảnh quen thuộc của Vĩnh Thuyên Kim một thời. Hình ảnh tomboy của cô lúc đang nổi như cồn. Sau khi bài hát không còn hot nữa thì tên tuổi của cô gái này cũng dần vào quên lãng. Hiện tại đã 7 năm từ ngày vụt sáng ấy, ai cũng ngỡ Vĩnh Thuyên Kim đã rút lui khỏi làng giải trí. Nhưng không, cô vẫn hoạt động bình thường, vẫn đi diễn ở tỉnh, vẫn ra các ca khúc mới. Chỉ có điều là không còn được quan tâm như trước nữa. Trước kia cô khá cá tính với mái tóc ngắn và ăn mặc bụi bặm, nhưng bây giờ thì lại rất nữ tính và điệu đà. Cùng xem những hình ảnh mới nhất của nữ ca sĩ này. Vĩnh Thuyên Kim hiện tại ngày càng xinh đẹp và trẻ trung. Gương mặt cô thon thả cầm vờ lai thời thượng. Nếu không nói, chưa chắc khán giả đã nhận ra đây là nữ ca sĩ tin vọng cổ ngày nào. Đổi sang phong cách nữ tính, cô còn chăm chỉ khoe vòng một sexy. Cô nàng đẹp không chút tì vết. Ngoài ca hát, Vĩnh Thuyên Kim còn làm người mẫu. Dù xinh đẹp nóng bỏng hơn, nhưng thật sự nhiều khán giả đã lãng quên nữ ca sĩ rồi. Những sao Việt đình đám bị người thân ghét cay ghét đắng. Trong lúc khó khăn cơ cực và cần đến sự giúp đỡ từ những người thân, thì các nghệ sĩ này lại nhận được sự phũ phàng từ chính dòng họ của mình. Nhưng khi họ thành công, thì những con người ấy lại tìm đến. Phương Mỹ Chi là một gương mặt được nhiều người mến mộ bước ra từ cuộc thi The Voice Kids. Sau thời gian hoạt động trên con đường nghệ thuật, Phương Mỹ Chi lần đầu chia sẻ về cuộc sống của chính bản thân cũng như gia đình của mình. Cô bé cũng từng chịu cảm giác kẻ lạnh từ phía nội, không nhận được sự yêu thương và quan tâm của những người thân bên bà nội. Chị Bảy chia sẻ, hồi xưa gia đình em ở chung nhà với bà nội thì rất đông con và tất cả cùng sống ở một căn nhà nhỏ. Cuộc sống thời đó rất bất tiện, em không phải là một đứa cháu được thương yêu. Trong nhà những cháu trai thường được quý mến, còn có việc gì sai thì đổ hết lên đầu em. Vất vả sau 4 năm đi ca hát, cuối cùng Phương Mỹ Chi cũng có thể cùng gia đình dọn ra căn nhà riêng, sống cuộc sống thoải mái và không cần phải sống chung với nhà nội. Bây giờ cô chú trong gia đình bà nội không thích em, nhưng đi đâu cũng khoe, tôi là cô của Phương Mỹ Chi. Dù hiện tại nhà rất gần nhau, nhưng em và mọi người không gặp gỡ nhiều, Phương Mỹ Chi nói. Ngọc Trinh, với thân hình quyến rũ và gợi cảm, Ngọc Trinh đang là nữ hoàng nội y hot nhất trong showbiz Việt. Cô có một cuộc sống như mơ với một khối tài sản khổng lồ, gồm nhà cửa, xe hơi tiền tỷ, kho đồ hiệu giá trị. Nhìn mỹ nhân gốc Trà Vinh của hiện tại, ít ai nghĩ đến tuổi thơ của cô, một tuổi thơ đầy cơ cực. Cô sinh ra trong một gia đình có 4 anh em, mẹ ruột đã mất sau khi sinh cô, nên từ bé cô thiếu đi tình yêu thương chăm sóc của mẹ. Bố Ngọc Trinh lâm vào tình thế gà trống nuôi 4 đứa con thơ. Ngọc Trinh từng chia sẻ khi còn nhỏ, nhà rất nghèo, lại còn bị gia đình nhà ngoài hắt hủi. Có hôm không có đồ ăn mà bên ngoài cũng không cho, đem cho hàng xóm. Cô kể lại những cách cư xử từ người thân bên ngoài với ánh mắt chất chứa nhiều uất ức và thù hận. Rồi đến khi cô nổi tiếng và kiếm được tiền, những người ấy lại đến và tìm sự giúp đỡ. Như những ký ức về ngày xưa khiến Ngọc Trinh không thể tha thứ. Cho chính những con người ấy, cô thẳng thừng tuyên bố, có chết tôi cũng không giúp họ hàng. Thủy Tiên. Thủy Tiên cũng là một nạn nhân của sự kỳ thị hắt hủi từ chính họ hàng người thân. Cha Thủy Tiên mắc bệnh lao phổi và qua đời năm cô lên 9. Ông bà nội lạnh nhạt với mẹ cô vì bố cô bị cái bệnh mà mọi người ghê sợ. Đã bị gia đình bên nội lạnh nhạt, mẹ con Thủy Tiên cũng không hề nhận được sự chở che, bao bọc từ phía họ hàng bên ngoại. Cô chia sẻ, năm mới Tết đến cả nhà quay quần. Ông ngoại tôi phát bao lì xì cho các cháu, tôi cũng xếp hàng để đợi lì xì. Nhưng đến lượt tôi, ông cũng đuổi mắng bảo mày đi chỗ khác vì mày là đứa lì lợm ương bướng. Khi đó tôi còn quá bé, tôi không hiểu vì sao mình lại bị ghét bỏ xua đuổi như thế. Nhưng tôi hận thù, tôi nuôi tham vọng một ngày nào đó tôi sẽ chứng minh được rằng mình sẽ làm được những điều vĩ đại, sẽ khiến những người đã đối xử không tốt với tôi phải trả giá. Đó cũng chính mà lý do Thủy Tiên rất chăm chỉ làm việc, phấn đấu để có được ngày hôm nay. Đến bây giờ nỗi đau ấy vẫn còn âm ỉ và dai dẳng trong lòng cô. Ngọc Thúy,
Câu chuyện tranh chấp tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và chồng cũ nhiều năm nay vẫn chưa đi đến hồi kết. Đặc biệt, cũng từ vụ kiện tụng này đã xảy ra khá nhiều tranh chấp, mâu thuẫn giữa Ngọc Thúy và mẹ ruột của mình. Mâu thuẫn giữa mẹ con Ngọc Thúy lên đến đỉnh điểm khi cựu siêu mẫu bất ngờ làm đơn kiện mẹ ruột để đòi lại 5 căn biệt thự trước đó đã nhờ mẹ đứng tên cô. Thật là một câu chuyện vô tiền khoáng hậu khi chính cha mẹ đẻ của siêu mẫu đã lên tiếng bên vực con rể chứ không phải bên con gái mình. Sau sự vụ lùm xùm này, Ngọc Thúy đã tuyên bố từ mặt gia đình và cùng chồng mới là luật sư sẽ kiện chồng cũ đến khi nào đòi được khối tài sản 288 tỷ mới thôi. Giờ đây, sau bao sóng gió, Ngọc Thúy đã tìm được bình yên với cuộc sống hôn nhân mới. Nhưng thẳm sâu trong lòng cô vẫn là niềm trống vắng, là nỗi đau khi chưa thể hàn gắn tình cảm với bố mẹ của mình. Đến nơi ở của họ, Ngọc Thúy cũng không hề hay biết. Tóc Tiên. Mẹ Tóc Tiên vốn là người chăm sóc cho nữ ca sĩ từ tấm bé, định hướng cho con trên con đường nghệ thuật và giữ gìn cô con gái xinh đẹp khỏi cạm bẫy của showbiz. Không có show diễn nào của Tóc Tiên mà mẹ cô không có mặt. Mong muốn của bà là cho con gái thỏa đam mê ca hát, nhưng không được theo đuổi con đường nghệ thuật mà phải học để trở thành một dược sĩ. Bà cho rằng showbiz là một đại dương mà mỗi người là một con thuyền, ai cũng muốn nổi lên mặt biển, kể cả nhấn chìm lẫn nhau. Còn con đường học vấn thì không có sự đua chen hèn hạ đó, bình an có ích cho cuộc đời. Tuy nhiên, kể từ khi sang Mỹ học và làm việc, Tóc Tiên không còn chịu sự quản lý và định hướng từ mẹ nữa. Cô từ bỏ ngành y, ngành học mà mẹ cô yêu cầu, từ bỏ mái tóc dài mà mẹ cô giữ bao năm và quyết định trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Hình ảnh một Tóc Tiên nổi loạn ăn mặc sexy, xăm mình, tóc tém đã khiến mẹ cô giận dữ và từ mặt. 3 năm sau, Tóc Tiên không còn gặp mẹ nữa. Mỗi lần về nước, chỉ có bố cô ra sân bay đón con và tiễn con đi. Nhiều lần chia sẻ lên trang cá nhân lẫn trên báo về mâu thuẫn này và mong muốn được mẹ thấu hiểu. Tuy nhiên mẹ cô chưa chấp nhận tha thứ cho cô con gái đang là ngôi sao hạng A của showbiz. Đàm Vĩnh Hưng. Đàm Vĩnh Hưng từng chia sẻ vì là con của vợ hai nên anh không được họ hàng yêu mến quý trọng. Thậm chí anh và em gái còn phải ở nhờ nhà ngoại. Tự lang thang mày mò kiếm sống, trong hoàn cảnh khó khăn khốn đốn như thế, nhưng Mr. Đàm vẫn không nhận được sự giúp đỡ nào từ người thân. Anh cho biết, thậm chí có những người thân, những lúc tôi ở dưới bùn lầy, chịu bao nhiêu biến cố tai ương đủ thứ chuyện thì không thấy họ đâu, dù chỉ là một lời thương hại, chưa nói đến là hỏi thăm hay động viên. Nhưng khi thành đạt trong sự nghiệp, nổi tiếng và có cuộc sống nhiều người mơ ước, thì những con người đã đối xử tệ bạc với anh lại lần mò đến và tìm sự cảm thông giúp đỡ. Lệ rơi bàng hoàng khi nghe tin bạn cùng phòng tự tử do áp lực nợ nần. Chia sẻ về vụ việc Lê Tính, ca sĩ nghiệp dư 30 tuổi tỉnh Thái Nguyên, rơi từ tầng 10 xuống đất tử vong, Lệ rơi cho biết anh thực sự bàng hoàng khi biết tin về bạn cùng phòng. Thường ngày Tính sống rất tốt với bạn bè và luôn giúp đỡ mọi người. Hai ngày nay, liên quan đến vụ việc nam ca sĩ Lê Tính, 30 tuổi, quê ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, rơi từ tầng 10 tòa nhà cao tầng trên đường Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội xuống đất tử vong. Nhiều bạn bè của anh bàng hoàng thương xót. Trao đổi với chúng tôi, ca sĩ Lệ Rơi, tên thật là Nguyễn Đức Hậu, sinh năm 1987, quê Hải Dương cho biết, bản thân cũng rất bất ngờ khi nghe tin bạn cùng phòng tử vong. Lệ Rơi ở chung phòng với ca sĩ Lê Tính, anh vừa vào Sài Gòn được 2 ngày thì xảy ra sự việc. Khi nghe mọi người báo tin, anh thực sự bàng hoàng. Nói về Lê Tính, Lệ Rơi cho biết hai người chơi thân với nhau như anh em trong nhà được 4 năm. Tính là người tốt và luôn giúp đỡ mọi người trong cuộc sống và công việc. Trên trang Facebook của Lê Tính, nhiều người cũng bày tỏ sự bàng hoàng khi nghe tin nam ca sĩ này nhảy lầu tự tử. Được biết, sáng ngày 25 tháng 7, người thân làm lễ an táng tiễn biệt anh tại quê nhà. Chia sẻ với chúng tôi, nam ca sĩ Du Thiên, người chơi thân với Lê Tính cho biết, sáng 24 tháng 7, khi nghe tin anh Tính tử vong, anh thật sự đau xót. Du Thiên và Lê Tính chơi với nhau từ vài năm nay. Tính sinh ra trong gia đình có 3 anh em, kinh tế khá giả, nhà kinh doanh vàng bạc đá quý, nhưng Tính lại yêu thích và theo nghiệp cầm ca từ nhiều năm nay. Hôm qua khi nghe tin, tôi vô cùng bất ngờ và đau xót, không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà Tính lại làm thế. Tính rất được bạn bè, anh em đồng nghiệp cũng như anh em quen biết đều yêu mến, sống hết lòng, tận tâm vì mọi người mà không ai than trách điều gì, ca sĩ Du Thiên chia sẻ. Theo Du Thiên, gia đình Lê Tính ở quê có điều kiện nhưng khá nghiêm khắc. Dù gia đình có tiếng ở Thái Nguyên nhưng anh vẫn luôn cố gắng tự lập, kiếm tiền trang trải lo cho cuộc sống, không ỷ lại vào bất cứ ai.
Nhìn những ca khúc anh viết và sáng tác, Lê Tính còn tổ chức show diễn rồi mời anh em nghệ sĩ tham gia biểu diễn. Liên quan đến vụ việc trên, một cán bộ điều tra công an phường Láng Hạ cho biết, anh Tính được bạn bè xác nhận là một ca sĩ nghiệp dư, sống tại căn hộ của một người bạn tên Đạt, chuyên hòa âm phối khí cho một số chương trình ca nhạc và lệ rơi. Theo nhiều người bạn của Tính, thời gian gần đây, Tính có biểu hiện buồn chán liên quan đến những khoản nợ nần bị thúc ép. Chiều ngày 23 tháng 7, Tính và người bạn cùng phòng về quê để lo công việc. Đến đêm muộn, chàng ca sĩ trở lại căn hộ và có gọi bạn gái đến tiếp tục than buồn về việc nợ nần. Đến khoảng 3 giờ sáng, dù được bạn gái tên Quỳnh và bạn cùng phòng khuyên ngăn, nhưng anh Tính vẫn đòi chạy xuống đường để đi đâu đó. Lúc này chị Quỳnh báo cho bảo vệ tòa nhà đến để hỗ trợ. Tuy vậy, anh Tính đã nhanh chóng chạy thẳng ra khu vực ban công, có khoảng trống giữa hai tòa nhà AB rồi lao thẳng xuống dưới. Theo đại diện công an phường Láng Hạ, qua các tài liệu thu thập được, đặc biệt là clip an ninh của tòa nhà cho thấy toàn bộ diễn biến như trên. Vì vậy, cơ quan chức năng bước đầu xác định anh Tính tự tử do nợ nần. Sau khi nhận được tin, gia đình nạn nhân đã đến xác nhận, từ chối khám nghiệm tử thi và xin được đưa thi thể anh Tính về quê mai táng.